Xin chào bà con cô bác gần xa. Hôm nay kênh là TK Bonsai. Tôi đến chỗ xã Ninh Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp và có review một số cây mai vàng, bông chen và cây khế và có báo giá trực tiếp luôn. Và bây giờ mình đi vào trong để mình review và mình báo giá từng cây luôn nha bà con. Mong bà con ủng hộ. Rồi chào anh nuôi ơi. Em xin kính chào anh Quốc. Dân nuôi cũng xin được kính chúc tất cả quý vị gần xa được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Và hôm nay mình cũng có nhờ anh Quốc đến từ thành phố Cần Thơ hỗ trợ cho mình một cái clip để giao lưu đến tất cả quý vị gần xa một số hoa mai của mình và một cái khế ngân và ba cây bông trang. Thì rất mong sự ủng hộ của tất cả quý vị gần xa. Thì địa chỉ của mình ở đây là ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Và số điện thoại của mình là 098 498 2610 và số Zalo của mình cũng là số đó. Thì rất mong tất cả quý vị gần xa ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn. Rồi, bây giờ mình đi vô trực tiếp từng cây luôn ha. Rồi, đầu tiên thì mình xin được giới thiệu quý vị gần xa là cái phôi số 1 của mình. Đây là phôi số 1 của mình. Phôi này thì nó mang giá trị cực lắc cái gì cực lắc. Cây này thì nó rất mạnh, bây giờ nó cũng đang ra thược gốc đỏ. Cây cũng đế thì cũng có cái cũ. Cây này mình chơi cây nhỏ mini rồi cũng ngon lắm. Rồi mình đo thông số bà con xem ha. Đo chiều cao trước đi. Chiều cao ha. Chiều cao cây này thì nó 64 chứ quý vị. Rồi, chiều cao 64. Rồi, 64. Rồi, bây giờ mình đo hoành thân ha. Hoành thân cái này nó 21 cái gì. Hoành thân 21. Rồi, hoành thân 21. Rồi, 21. Cây này có cái dáng rất đẹp cái gì. Cây này hoành thân rất đẹp. Cái dáng rất đẹp. Và cây này mình giao lưu với quý vị gần xa là cây số 1 của mình là 1.7 triệu, bao ship 200 km. Rồi, cây số 1 giá 1.7 triệu nha bà con. Dạ. Bao ship 200 km. Bỏ đó luôn nữa. Nếu xa hơn thì mình thương lượng cái phí ship ha anh. Dạ. Đem đi đây luôn rồi, đúng rồi. Để ngoài. Để ngoài. Dạ, kính thưa quý vị, thì tiếp theo thì mình cũng giới thiệu quý vị gần xa là cái phôi số 2 của mình. Phôi này thì nó giống như cái hình con thú gì. Đó, chân cành có. Chân cành cũng có. Đó, nó giống như con thú vậy đó. Đó. Đó, cái phôi này cái dáng nó cũng khá đẹp. Nó giống hình con thú. Thì đo chiều cao cái này cho bà con xem nha. Chiều cao này từ mặt bầu là lên đỉnh là 60 quý vị. Rồi, chiều cao 60. 60. Chiều cao 60. Rồi, hoành thân của em này thì nó ngay vị trí đó đi. Ngay vị trí này đi. Rồi nó 28 quý vị. Rồi, ngay vị trí đó là 28 hay bà con. Hoành thân ngay vị trí này là 28. Cây này cây dáng thú quý vị ơi. Và cây này mình giao lưu với quý vị gần xa là 2.5 triệu, mình bao ship 200 km. Rồi, cây số 2 giá 2.5 triệu nha bà con. Rồi. Rồi, cây số 3. Rồi, nó mới nhân được. Kính thưa quý vị, thì tiếp theo mình giới thiệu phôi số 3 của mình. Phôi này thì mình chơi cây lùng nha quý vị. Đây, cây này nó bộ đế nó rất là khá. Bộ đế rất đẹp. Khá đế đó. Thì xem. Rồi, cây này nó đặc biệt, nó có một cái quái ra cái trứng vậy đó. Quý vị thấy ha. Đang ngoài cận nhờ. Nó gì cái trứng vậy đó. Bộ đế nó khá quý vị. Thân nó cũng có gân guốc rồi này kia. Rất mai này chơi cây lùng nó rất đẹp quý vị. Bây giờ mình đo chiều cao nó quý vị xem nha. Rồi, chiều cao của cái cây này là từ mặt bầu lên tới đỉnh là nó 50 quý vị ơi. Rồi, chiều cao 50. Chiều cao 50 quý vị. Rồi, hoành thân. Hoành thân của cây này. Hoành thân của cây này thì nó 31 quý vị. 31 ha. Rồi. Hoành đế. Mình đo chỗ này là 31 đi. Đo cái cũ đế. Rồi. Hoành đế của cây này. Hoành đế cây này nó tới 135 quý vị. Rồi, 135. Hoành đế 135. Cây số 3 mình giao lưu nha. Rồi, cây số 3 mình giao lưu quý vị gần xa là 4.5 triệu, bao ship 200 km. Rồi, cây số 3 giá 4.5 triệu nha bà con. Rồi, cây số 4. Rồi, kính thưa quý vị gần xa, tiếp theo thì mình xin giao lưu quý vị gần xa là cái phôi số 4 của mình.
À, cô này thì cây nó mang cái tính cổ lão gì, dáng nó hơi nghiêng. Đó, nó hơi nghiêng. Cây này rất già cây. Đấy quý vị thấy nha. Đó, cây này rất già, hiện giờ thì nó cũng nhóm một và nó đang chuẩn bị lên được. Cây này cái sức sống nó mạnh. Đó. Rồi mình đeo mình đo cái chiều cao quý vị xem nha. Chiều cao cái này từ mặt bầu lên tới đỉnh là nó 87 quý vị. Rồi, chiều cao 87. À, 87. Và quanh thân của cây này thì nó quanh thân thì 43 cái thưa quý vị. Mình đo vị trí này là 43. Rồi, quanh 43. Đó. Quanh thân 43. Và cái cây phôi mà số số 4. Cây này phôi số 4 của mình giao lưu quý vị gần xa là 9,5 triệu, bao ship 200 km. Rồi, cây số 4 giá 9,5 triệu nha bà con. Ba ship 200 km. Nếu xa hơn thì mình điện anh nuôi rồi mình thương lượng phí ship nha bà con. Cây số 5. Cây số 5 rất là to nặng nha bà con. Rồi cây số 5. Rồi quý vị. Tiếp theo thì mình giao lưu quý vị gần xa là cái phôi số 5 của mình. Phôi này thì phôi cũ rồi, biết rồi mình có quay đó mình bán cũng chưa xong giá, hôm nay mình đã tăng lên nữa. Mình quay giá tí coi có bà con nào ủng hộ mình không. Quay vòng trước đi cho bà con thấy nguyên cái cây năm này thì quý vị đã thấy ha, cây rất là cái gì. Để khá đế luôn. À, để rất khá đế rồi đó. Rồi, chiều cao luôn anh ơi. Để rất là khá đế quý vị. Và mình xin đo thông số chiều cao cái này. Đó, chiều cao cái này là hết nước. Hết nước. Chưa hết thước à. Khoảng 1m45 đi quý vị. Rồi, chiều cao 1m45. Rồi, quanh quanh thân của cái này thì mình đo ngay đây đi ha, vị trí này đi ha. Dạ. Đó, quanh thân đo vị trí này đi, 47 kính thưa quý vị. Rồi, quanh thân 47. Đo thẳng thước luôn, vị trí này 47 nha. Rồi, 47. Rồi, cây này rất to, mình quay một vòng cho bà con coi cái rồi, cây này bộ đế kỹ chút. Bộ đế này cũng khá đế lắm. Lần này tiên cành thì nó cũng khá đầy đủ. Nha. Rồi, cây số 5 này nhiêu anh? Rồi, cây số 5 này mình giao lưu với tất cả quý vị gần xa là 19 triệu, bao ship 200 km. Rồi, cây số 5 giá 19 triệu nha bà con. Rồi, cây số 6. Kính thưa quý vị, tiếp theo thì mình xin được giao lưu phôi số 6 của mình. Quý vị, cây số 6 của mình thì nó mang cái dáng tựa tựa là những thú vậy. Nó đế rất là tốt. Số 7. Cái ghế nó cũng khá lịch. Ừ. Nó giống như cái góc này nè. Rồi, số 7 đó. Rồi, đúng rồi. Giờ mình xin phép đo chiều cao nha, quý vị. Rồi, chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao của cây hoa mai này thì từ mặt bầu lên là nó 75 quý vị ơi. Rồi, chiều cao 75. Chiều cao 75. Còn quanh thân của cây này mình đo ngay vị trí này. À, hoành thân đo ngay vị trí này là nó 39 quý vị. Rồi, ngay vị trí này 39 nha, vị trí này 39. Rồi mình quay vòng mà bộ đế luôn này. 39. Góc này cũng rất là quý vị. Rồi, cây số 6 mình giao lưu nhiêu anh? Rồi, cây số 6 này mình giao lưu với tất cả quý vị gần xa là 7 triệu, mình bao ship 200 km. Rồi, cây số 6 giá 7 triệu nha bà con. Dạ. Bỏ lại rồi. Rồi. Nắm đầu nó lo ra nắm cái đầu nghiêng xuống đó. Nắm đầu lo đi. Okay. Rồi, cây số 7. Rồi, kính thưa quý vị gần xa này, tiếp theo mình giao lưu với quý vị gần xa là cái phôi số 7 của mình. À, quý vị, phôi số 7 này thì quý vị thấy cái bộ đế nó rất lịch quý vị. Đó, bộ đế rất lịch.
đế gác lực cái gì, đế gác lực, một đế rất đẹp, quá lạ à, cái nào đế này rất đẹp cái gì, có điều rồi mình sẽ xếp mình đo cái chiều cao cái gì xem ha, chiều cao của cây này từ mặt bầu là nó 105 cái gì ơi, rồi chiều cao 105 và quanh thân của cây này đo ngay vị trí này, ngay vị trí này nó 45 rồi hoàng 45 à, còn đo hoành cũ thì hoành cũ thì tới đây hoành cũ là cũ à, hoành cũ nó khoảng 60 đi rồi. Cái này là hoành cũ thôi cái gì, hoành thân hoành cũ rồi 60 đi, còn đế đo cái dòng đế, dòng đế hơn cây thước cái gì ơi, hơn thước dây à, dòng đế hơn cây thước à. Rồi mình quay vòng cho dạ. Bà con coi cái bộ đế. Bộ đế cái này thì rất khá. Rồi cây số 7 giá nhiêu anh? Cây số 7 mình giao lưu quý vị gần xa là 18 triệu, bao ship 200 km. Dạ. Cây số 7 giá 18 triệu nha bà con, bao ship 200 km. Rồi bỏ lại này lắm anh. Rồi cây số 8 rồi kính thưa quý vị, tiếp theo mình giao lưu về xa là con số 8 của mình. À, con số 8 của mình thì cái bộ đế đó là quá đẹp cái gì, đế trên hôm à, mặt đế nó đều hết cái gì ơi, đế rất đều, cây này nó cũng cổ lão lắm mà mình kỳ nó ra cái gì à, cây này cũng đế rất là đều cái gì à, kinh cành thanh thì rất đọt, kinh cành khá đầy đủ, bộ đế quá đẹp. Rồi chiều cao thử làm xin phép coi chiều cao luôn, mình xem cái cây này chiều cao cây này từ đỉnh lên tới mặt bầu là nó 1m39 cái đôi gì, rồi chiều cao 1m39 phần xuống à, giờ mình đo cái hoành của cây này ngay cái vị trí này đó, ngay vị trí này là nó ngay vị trí này nó 41 cái gì, 41 đến 40 đi 40 rồi đến 40 đi ngay vị trí này, cây này khá đẹp cái gì, bộ đế là khỏi chê cái gì, rất mình... đẹp, mình thân 40 41 mình chỉnh như 40 đi, mình đo ngay vị trí đó, nó quý vị thấy không, bộ đế khá đẹp, rồi mình quay một vòng bộ đế luôn, chậm chút đi, bộ đế rồi. Khá đẹp cái gì, quá đừng luôn, rồi cây này cây số 8 của mình giao lưu với quý vị gần xa là 31 triệu, 200 km. Rồi cây số 8 giá 31 triệu nha bà con. Cây số 9. Rồi. Mình đọc số điện thoại lần nữa. Rồi, kính thưa quý vị gần xa thì số điện thoại của mình là 098 498 2610, và số Zalo của mình cũng là số đó. Dạ. Rất mong sự ủng hộ của tất cả quý vị gần xa. Dạ. Thì tiếp theo thì mình xin giới thiệu quý vị gần xa là cái phôi khế gân của mình. Cái phôi khế gân mình kính thưa quý vị. Đó, cái phôi khế gân này thì quý vị thấy nó rất là cổ lão kính thưa quý vị. Rất cổ cái khế này nó già dữ lắm cái gì ơi, hả à, cái khế này nó già, được cái nó rất là già cái gần gì, rồi mình đo cái chiều cao, chiều cao đây, mình đo cái cành bay của nó đi, mình đo mình đo về đúng anh ha, nó xéo là gì, đó cái đây đi, nó đo như kiểu này là nó 99 hay gì 100 đó, 1m đi. 1m ha. À, 1m. Từ cái đế tới cành bay. Đúng rồi. 1m. Là 1m. Rồi. Chiều cao bên đây thử không? Chiều cao bên đây thì đứng về là nó 57 cái đưa cái gì? Rồi, chiều cao nó 57. À, 57. Hoành thì mình đo vậy đi ha. Mình đo đại khái mình xỏ ăn đây gì đi. Dạ. Chứ đo gì nên mắc cái đế. Rồi, hoành ngay vị trí đó đi. Hoành mình đo ngay vị trí này nghe quý vị.
Ngay vị trí này là ngay vị trí này để mình kéo thước cho thẳng rồi con ơi. 59 cái gì ơi, 58 đi. Rồi, ngay vị trí đó 58. Ngay vị trí này còn nếu đo xích lên nữa thì nhỏ, đo dưới thì nó bự nữa. Dạ. Rồi mình tính 58 đi ha, ngay vị trí này. Đo hào ngay vị trí đó đi. Dạ. Rồi. Cái gân này nó rất là già cái nữa cái gì. Già dữ lắm, già, là mấy cái xếp nù bên đây. Làm như nó quá lâu đời. Cái gân này. Rồi. Cái gân này giao lưu quý vị gần xa là 17 triệu và ship 200 km. Suốt. Rồi, giá 17 triệu nha bà con. Chưa, vô được. Cái gân là mã số 9 đó anh. Dạ. Tính tính cái gân đi. Rồi, rồi tính qua mình lấy cái tàn trước ha, ba cái ông trang. À. Tàn cái con trang đi, thẳng lên. Rồi, trang đi. Rồi, nè. Con vú luôn thấy dễ sống. Rồi, tiếp theo quý vị gần xa thì tiếp theo thì mình cũng xin được giới thiệu quý vị là ba cây bông trang của mình. Không phải nhờ tôi nấm cái eo này biết chưa. Cây bông trang này thì nó một cốt của gì cốt lên nó cũng có một khó tàn như vậy nè. Đó, mình xây vòng cho bà con tham khảo ha. Đó. Một cốt. Nghe không? Cây này đặc biệt nó có cái eo dưới này, có cái lắc dưới này. Nấm này mạnh ghê. Rồi, mình đo cái chiều cao cái này cho bà con xem nha. Rồi, chiều cao đi anh. Rồi, chiều cao của cây bông trang này từ mặt bầu, từ bầu lên tới đỉnh là đó một mét đi. Rồi, chiều cao 1 mét, tán ngang. Tán ngang của cây này là khoảng 76 cái gì, 77. Rồi, 77 đi. À, tán ngang 77. Rồi, thóc thân của cây này ha. Thóc thân cây này thì nó 28 cái gì. Rồi, thóc thân 28. À, còn hoành thân. Hoành thân ở vị trí này là nó 13 cái gì ơi. Rồi, hoành 13. Hoành 13. Rồi, còn cái củ dưới thì nó to hơn tí. Đó, con trang nhỏ lá nhỏ, con đỏ cái gì. Rồi, cây này mình giao lưu quý vị gần xa là cái bông trang số 1 của mình là 2,5 triệu, mình bao ship 200 km. Rồi, cây bông trang số 1 là giá 2,5 triệu nha bà con. Trời. Chỗ hẹp quá. Rồi. Rồi, cây bông trang số 2. Rồi, cái gì tiếp theo thì mình cũng giao lưu với gì gần xa cái bông trang số 2 của mình. Trang số 2 của mình là một cốt gì. Đó, một cốt, cái tán này nó rộng hơn tán hồi nãy. Đó, cây bông trang số 2 của mình. Rồi, mình xin phép đo cái chiều cao cho quý vị xem cái bông trang này nha. Rồi, chiều cao luôn. Rồi, chiều cao cái bông trang này thì này là bông trang đỏ ha anh? Bông trang đỏ lá nhỏ không? Bông trang đỏ lá nhỏ không nha bà con. Rồi cái này chiều cao nó là 118 chị ơi. Rồi chiều cao 118. 118 và tàn ngang của cây này thì nó 112. Rồi tàn ngang 112. 112, thóc thân của cây này thì nó 27. 27. Rồi, thóc thân 27. Rồi hoành thân của cây này. Hoành thân cái này nó 13 quý vị. Nha, mình đo thẳng thước luôn. Rồi, vị trí này 13. Rồi hình thân này vị trí này 13. Rồi cái này mình cũng giao lưu quý vị gần xa là 2,5 triệu, mình bao ship 200 km. Rồi. Rồi giá 2,5 triệu nha bà con. Dạ. Rồi. Cây bông trang số 3. Rồi, kính thưa quý vị, thì tiếp theo là mình cũng giới thiệu quý vị gần xa là cái bông trang số 3 của mình. Hả? Cây này là cây bông trang số 3, cũng là bông trang lá nhỏ bông đỏ, kính thưa quý vị. Đó, cây này thì nó già hơn cây hồi nãy, hai cây hồi nãy như vậy. Nó có trên da thân nó có cái đồ. Dạ. Đó. Đo chiều cao cây này quý vị xem ha. Chiều cao cây này thì nó 110. Rồi, chiều cao 110. 110. Tán ngang khoảng nhiêu anh? Rồi, tán ngang của cây này thì nó 97 quý vị. Rồi, tán ngang 97. Tán ngang 97. Tốt hơn. Rồi, thấp thân của em này. Thấp thân đo ngay đây đi ha. Đo ngay đây phải hơn. Thấp thân thì nó 27 quý vị ơi. Rồi, thấp thân 27. Ừ. Rồi, hoành thân cây này. Vị trí này nó 16. Rồi. Nha. 15, 16, nó khoảng đó đó. Rồi. Rồi, cây bông trang số 3. Cây bông trang số 3, mình giao lưu quý vị gần xa là 3 triệu. Ba ship 200 km. Rồi, giá 3 triệu nha bà con. Dạ. Bao ship 200 km. Và bây giờ mình đi ra cái mây tàn nha bà con. Dạ. Còn cái mây tàn nữa. Vũ đó
Rồi, kính thưa quý vị, tiếp theo thì cây mình xin được giới thiệu quý vị gần xa là cây mai tàn tự nhiên của mình. Và cây này là cũng cứu cái clip vào trong cái clip ngày hôm nay. Thì quý vị thấy đây là một cây mai tàn tự nhiên. Cây mai tàn tự nhiên quý vị, chân cành nó khá đầy đủ. Tàn rất là đặc. Tàn tròn mà đặc như vậy. Một cây mai tàn tự nhiên của mình. Và nó cũng đang đâm đọt non, lá non quý vị. Đó. Cây này thì nó tàn nó rất đều, vàng xương nó rất kín, nó lên đọt non cũng rất là nhiều ha. À, lên đọt non cũng nhiều rồi. Giờ chiều cao cây này thì mình chưa có đo, mình chắc cái lỗ là khoảng 3 mét hay là ha? 3m5. 3m5 à? Khoảng cái gì mình đo không tới. Cây này khoảng 3m5. Rồi, chiều cao khoảng 3m5 nha bà con. Chiều cao khoảng 3m5 là chưa cụ thể gì lắm, mình độ chừng vậy đó. Dạ. À, cây này có bộ đế rất là lực quý vị. Đế cộng rất là to. Bộ đế rất là khá đế. Bộ đế rất khá. À. Rồi mình đo cái tán ngang ha. Cái tán ngang này nó dạ. Anh cầm 3m thôi. Anh cầm sát đầu đó anh em. Mình đo hao hảo ha. Hao hảo thôi. Là khoảng 2m, 2m rưỡi quý vị. Rồi, khoảng 2m rưỡi. Rồi, tán ngang 2m rưỡi đi. Rồi. Cây này thì mình đo hoành thân ngay trên vị trí này nghe quý vị. Bởi vì cây này mình đo hoành thân ngay vị trí này trước. Hoành thân ngay vị trí này là 51 quý vị. Rồi hoành thân ngay chỉ đó 51. Ở đây thì nó có một cái hồi đó người ta cắt một cái tược nó có một cái lỗ nhỏ như thế này mà ở trong nó đã sành rồi, mình đã móc ra chút thôi chứ không nhiều. Đó. Nhưng mà từ từ lành đúng không anh? Lành, cái này nó đang dấu hiệu lành anh. Dạ. Nó đang kéo dài. Mình đo vị trí này là nó 51 quý vị. Cái gốc dạ. Mai này rất lực. Bộ đế cao hơn nhiều anh. À cái nồi đế nó thì thước dây ha. Rộng mà thước dây không đủ đâu. Đó, 1 mét chỗ đây rồi hết thước dây chỗ này. Khoảng mét hết thước dây là mét 5 chứ. Ngay rưỡi luôn. Khoảng chừng 2 mét ha. Có 2 mét không? 2 mét à. 21. Rồi. 21. Mình hào hào khoảng 2 mét đi. Khoảng 2 mét đi. Luôn luôn. Rồi đường kính thử bao nhiêu. Rồi đường kính bầu ha. Đường kính bầu thì nó đường kính bầu nó 105 quý vị. Rồi đường kính bầu cái chiều dài 105. Cái khó khăn như này là khớp thân này 79 đây nè, khớp thân tới đế tới đây nè, tới ghế khớp thân 60 quý vị ơi. Rồi khớp thân ngay vị trí đó là 60 nha bà con. Dạ. Rồi khớp thân 60, cây này rất đẹp quý vị ơi. Rồi để em đi vòng bộ đế cho bà con xem. Đây này cái mai vàng miền Tây của mình luôn. Mai vàng năm cánh luôn ha anh. À, nó thấy bông nó thì hôm đó em bướng thì em cũng thấy bông nó. Năm cánh có, rồi sáu cánh cũng có. Thấy thỉnh thoảng cũng có một đôi bông bảy cánh. Coi như là cây nó khỏe thì nó bông, thấy nó bông nhiều cánh đó, không? Dạ. Nhiều cánh rồi. Rồi cây mai tàng này mình giao lưu nhiêu anh? Cây mai tàng này thì mình giao lưu với vị gần xa là 46 triệu. Và ship 200 km. Rồi giá 46 triệu nha bà con. Cây mai tàn, cây cuối cùng trong clip. Ba ship 200 km. Ba ship 200 km. Cái này xa hơn rồi mình. Dạ, xa hơn rồi nữa. Thương lượng ha. Dạ. Này chắc phải xe tải quá anh. Nếu mà xa hơn. Phải, nếu mà bà con nào chốt cây này thì mình cũng phải mướn xe thùng riêng là giao. Dạ. Chứ không có chở bưu điện được. Tại tàn nó, cái tàn nó cũng khá đặc. Cây này nói chung là nó rất đẹp. Đẹp lắm. Đế nó cũng đẹp. Tàn cũng đẹp. Vàng xương nó rất đẹp. Rồi cũng là cây cuối cùng trong clip. Dạ. Rồi mình chào bà con luôn anh nuôi ơi. Dạ. À, kính thưa quý vị thì ngày hôm nay thì cái cây tàn của mình cũng là cuối clip này. Thì một lần nữa mình cũng xin được kính chúc tất cả quý vị gần xa trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe và hạnh phúc và vạn sự như ý. Dạ. Và một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn rất nhiều và đặc biệt là cảm ơn anh Quốc đến từ phố Cần Thơ.
đã hỗ trợ cho mình cái clip để giao lưu với tất cả quý vị gần xa. Xin kính chào. Chào nơi luôn. Rồi kênh là TK Bonsai, xin cảm ơn bà con cô bác gần xa đã xem video. Nếu mình đăng ký cây nào thì mình alo cho anh nuôi rồi mình giao lưu nghe bà con. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con vào clip sau. Rồi, vô nước chú Quốc ơi. Dạ.